Mời hai bà sĩ vào giữa, chạm ngang. Hiệp thứ nhất chuẩn bị. Xê đài. Chuẩn bị. Đấu. Hiệp thi đấu thứ nhất, thi đấu thứ bảy giữa hai võ sĩ Lê Văn Thiện, võ đường Bạch Quang Võ, Phù Cát, gốc Đài Đỏ. Thi đấu cùng với Phạm Văn Lành, võ đường Nguyễn Trọng Thọ, Phù Cát, gốc Đài Xanh, ở hạng cân 45kg nam, giải trẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, tối đêm nay, ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu quả Hiệp 1 Xanh Thánh. Mời hai võ sĩ vào giữa, chuẩn bị thi đấu Hiệp thứ 2. Tiếp tục. Tiếp. Cái chân nó dài. Đúng ra là đấu ở chân phải dài với nhau mới được. Đấy, trần dài lợi dễ đấy nhỉ. Đấy, con lên đây. Vô, vô, vô. Tên cái đội này của Vũ đau hết rồi. Vô, 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 vô. Nhắc nhở hai bác sĩ tích cực tấn công. Đúng rồi.
chân ngắn là phải áp sát mới được. Đúng rồi. Chuẩn. Áp sát vào không cho nó đá được. Sao vậy con lạc á? Đâu? Nhắc nhở. Tiếp hiệp thi đấu thứ hai. Kết quả hiệp 2, Sanh Thắng toàn trận. Sanh Thắng mời hai họa sĩ vào giữa. Tí nữa có đi đi, tí nữa ra đây nhá. Kết quả trận đấu, chiến thắng thuộc về võ sĩ gốc Đài Xanh Phạm Văn Lành, võ đường Nguyễn Trọng Thọ, Phù Cát. Mời